ta đang đi trên quốc lộ 60. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng đến viếng nhà thờ Tiểu Cần. Nhà thờ Tiểu Cần nằm gần ngã tư nơi giao nhau của hai đường quốc lộ 54 và quốc lộ 60. Và nhà thờ nằm cách giáo xứ mặt Bắc khoảng 8 km về phía Đông Bắc. Chúng ta đang đi qua một ngôi chùa người Khmer. Hay còn gọi là chùa Miên. Nhà thờ Tiểu Cần thuộc hạt Mặc Bắc, giáo phận Vĩnh Long. Nhà thờ nằm trên địa chỉ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Chúng ta cũng đang đi qua một ngôi chùa Miên khác. Mặt trước của nhà thờ. Nhà thờ nằm trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, sơ lược hình thành giáo xứ. Và khoảng năm 1914, họ Tiểu Cần đã có nhà nguyện và nhà dạy giáo lý. Nhà xứ được xây vào năm 1928, nay đã được sửa chữa lại. Số giáo dân ban đầu khoảng 30 đến 40 người. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 do các cha dòng Francisco, nay đã không còn. Và ngôi nhà thờ hiện nay được xây dựng vào năm 1956 cũng do các cha dòng Francisco. Đây là ngôi nhà thờ thuộc loại nhỏ và đơn sơ. Giáo xứ cũng có ban quấy chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tổ chức các ca đoàn và các sinh hoạt thiếu nhi giới trẻ.
Ngoài ra còn có các hoạt động từ thiện như giúp đỡ người già yếu, bệnh tật, neo đơn. Giáo sứ cũng có một nhà dì và nhà trẻ ở phía sau nhà thờ. Đặc biệt nơi đây cũng có những người tạm cư và giới công nhân đang làm việc tại các công ty ở địa phương. Đài Đức Mẹ được xây dựng bên trái nhà thờ cũng khá đẹp mắt. Đài tử nạn của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha. Có lẽ đây là ngôi nhà sứ đã được sửa sang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Văn Quang Nguyễn. Xin nhớ đăng ký và tiếp tục theo dõi các video kế tiếp của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt. Nhà thờ Tiểu Cần, một lần đến viếng xin kính chào tạm biệt.